Thưa quý vị, dịch Covid-19 chưa qua, bạch hầu đã đến. Và nay khi chúng ta đang ở giữa mùa mưa, lại là thời tiết thuận lợi cho muỗi vằn truyền bệnh sốt xuất huyết ở người phát triển. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng không phải là ngoại lệ. Không biết là Nguyên Bảo và quý vị có biết không ạ? Hiện tại địa phương này trung bình mỗi tuần có khoảng 500 ca mắc sốt xuất huyết phải nhập viện cấp cứu. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Nóng 24 giờ tại khoa sốt xuất huyết Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh. Khoa sốt xuất huyết Bệnh viện Nhi đồng 1 hiện đang điều trị nội trú và ngoại trú cho hơn 50 bệnh nhi mắc sốt xuất huyết đen gùi. Trong đó có không ít trẻ có biểu hiện sốt, phải truyền dịch chống sốt hoặc có dấu hiệu biến chứng của sốt xuất huyết do nhập viện trễ, cần phải theo dõi sát sao. Dạ, khi bắt cái bệnh là chiều thứ năm ngày 20 tháng 8 thì em đi có đi chạy qua hạ sốt. Sau đó em đến hạ sốt, em nghĩ là sốt bình thường. Xong sáng hôm sau ấy sốt lại khoảng 5 giờ sáng thì em mới đi khám bác sĩ ở bệnh viện Nhi đồng, nhưng mà bác sĩ tư đó thì nói là bé bị viêm mũi họng nên cho uống thuốc. Trưa đó thì cháu sốt lại nhưng mà nó không có hiệu giảm nên mình mới đưa bé đến bệnh viện Nam Sư quận 5. Theo bác sĩ, bệnh nhân sốt xuất huyết có thể điều trị tại nhà và theo dõi các dấu hiệu khám bệnh mỗi ngày. Đặc biệt là quanh giai đoạn bệnh nhân hết sốt và trong vòng 24 giờ sau đó, nếu như bệnh nhân khỏe hơn, có các biểu hiện như là lừ đừ, mệt mỏi nhiều hơn, buồn nôn, nôn ói, đau bụng nhiều, hoặc là xuất huyết bất thường như là chấm xuất huyết ngoài da, chảy máu mũi, chảy máu răng, ói ra máu hoặc là đi cầu phân đen, hoặc là xuất huyết não bất thường ở trẻ gái tuổi dậy thì cần phải cho bé nhập viện ngay lập tức để bác sĩ khám và điều trị kịp thời. Người mắc sốt xuất huyết rồi vẫn có thể mắc lại bệnh nên không được chủ quan. Quý vị phụ huynh hãy lưu ý là bệnh sốt huyết không chỉ xảy ra một lần mà có thể xảy ra từ 2 đến 4 lần trong suốt cả cuộc đời. Và tất cả là 4 tiếp virus gây bệnh sốt huyết đen khác nhau. Ngành y tế thành phố cảnh báo hiện trung bình mỗi tuần có khoảng 500 ca mắc sốt xuất huyết, thấp hơn cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên không loại trừ số ca mắc sẽ tăng mạnh nếu người dân lơ là các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết rất dễ thực hiện với phương châm không có lăng quăng, không có sốt xuất huyết. Mỗi người dân nên ý thức dọn dẹp nơi mình làm việc, sinh sống, không để đọng nước làm phát sinh lăng quăng. Các vật dụng hồ, lu, phi chứa nước khi không dùng đến cần đậy kín hoặc lật úp lại để tránh muỗi đẻ trứng nở ra lăng quăng.